phát hiện ra chiếc nhà vệ sinh cực chill với view sông nước cực thoáng, khiến cộng đồng mạng xem xong cũng phải châm trồ. Độc lạ các kiểu thiết kế nhà vệ sinh khiến dân tình cười ra nước mắt. Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục phát hiện ra một nơi xả stress mới cực chill. Khi mà trong cái bụng khó chịu, nặng nề mà được đến đây thư giãn, được xem sóng vỗ rì rào, người dân làng chài thì đang sinh hoạt đối diện. Chưa hết, ngay phía dưới còn có một cái ống nhựa dài để ta có thể nhìn rõ được đường đi của những hiện vật mà mình thải ra. Quá là sảng khoái phải không cả nhà? Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Cộng đồng mạng xem xong thiết kế nhà vệ sinh này liền để lại những bình luận như sau: vừa thông lại vừa thoáng, tiện nghi thật, gió thổi mát lạnh luôn. Đấy là đang review ở ban ngày, chứ mà được trải nghiệm ban đêm thì được thêm cả combo ngắm trăng đếm sao thì lãng mạn phải biết, có khi ngồi lâu còn làm được ra cả thơ cũng nên đấy chứ. Các bạn nghĩ sao về chiếc nhà vệ sinh có view cực chill này? Comment ngay cho TV Chen được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.